Nói chuyện tập là sao trống này ư? Cũng như cái số lần giờ trống này nói. Số lần thì à, tôi chuẩn bị chuyện hóa cho tôi kèm một ít ra. Chú hãy chú sụt tới nè. À, lúc giờ trống này, còn nó có cái số top này nè.